Rồi, ok, em chào các bác nhé. Em là kênh thương hiệu Lục Ngạn TV, xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Hiện tại giờ trước mặt em đây là sân khấu cũng như là lễ khai mạc. Hôm nay là chính xác bắt đầu là từ 6 rưỡi nhé. Bây giờ là 6 rưỡi tối ngày 20 tháng 11 năm 2020 các bác. Rồi, em sẽ quay một vòng cho các bác xem trên video cũng như là anh chị bà con cô bác đã tiến dần đến khu sân khấu cũng như là các đơn vị cũng như là các đơn vị của các xã đã bây giờ thì đã làm hoàn thành xong hết rồi. Bởi vì chiều tối nay thì em quay đã sắp xong, bây giờ là hơn 6 giờ tối nhé. Thì các cổng cắm trại cũng như là đơn vị của các xã bây giờ là đã rất đẹp, lung linh hết rồi. Đấy, thì đây là đơn vị đầu tiên đây thì em quay là đơn vị của thị trấn Trũ nhé, huyện Lục Ngạn nhé. Và cái hội hoa quả được tổ chức ở tại thị trấn Trũ, huyện Lục Ngạn nhé, cạnh bờ hồ nhé các bác nhé. Rất đẹp phải không các bác? Rồi, xin chúc mừng thị trấn Trũ nhé. Sẽ được giải nhất và cắm trại và hoa quả cũng rất đẹp luôn. Thì trong video này em nó liên quan đến âm thanh thì em cái này em tự để thu âm lại để nói lại chuyện cho các bác thôi, không bởi vì em quay như này nó âm thanh nó lọt vào nó rất hay bị phạm lỗi. Thì mong các bác thông cảm. Gian hàng trưng bày của thị trấn Trũ nhé. Hoa quả năm 2020 này rất đẹp các bác ạ. Mật ong rất nhiều luôn. Các sản lượng của Lục Ngạn Bắc Giang chúng ta năm 2020 này rất đẹp và nhìn rất ngon, bắt mắt. Thì em cũng làm video này là cũng là để chia sẻ cho các anh chị trên mọi miền Tổ quốc hãy biết rằng là quê hương Lục Ngạn Bắc Giang chúng em có rất nhiều các sản lượng sản phẩm cũng như là các hoa quả rất đẹp. Rồi, chào đây đơn vị xã Hộ Đáp nhé. Đây là đơn vị của xã Hộ Đáp, rất đẹp luôn, những trái cam trái bưởi bóng mịn. Gạo, vâng, đỗ gạo. Thì cái này em sẽ không thể nói từng thứ một, thì video nó rất dài. Thì em sẽ có thể quay để thấy chữ để cho anh chị và bà con cô bác biết nó là cam ngọt hay là cam đường canh hay cam vàng gì, để cho anh chị bà con cô bác các xem nhé. Đấy, mẫu mã rất đẹp, đa dạng các bác ạ. Năm nay các xã cũng như là của huyện giờ năm nay làm rất đẹp các bác nhé. Quá đẹp. Bưởi da xanh các bạn. Rồi mời các bác cứ theo dõi nhé. Vì trong video này thì em sẽ nói ít hơn một chút. Chủ yếu là em quay để quảng bá cái hình ảnh, cái thương hiệu những cái cây có múi. Đấy. Rồi tiếp đến là xã Đèo Gia. Xin chào xã Đèo Gia. Rồi mời các bác tiến gần vào bên trong gian hàng của xã Đèo Gia nhé. Xã Đèo Gia năm nay làm rất đẹp, rất tốt. Cam lồng vàng, bưởi, ổi. Rất đẹp các bạn ạ.
Mời các bác cùng theo dõi. Nếu để so sánh thì gần như là năm nay làm đẹp, lịch sự hơn và hoa quả, cái mẫu mã của sản phẩm cam, bưởi, các sản lượng là nghe rất rất đẹp và quả bóng hơn những năm vừa qua, cũng như là năm 2019, năm nay rất đẹp. Quả bóng đều, mẫu mã đẹp, ăn rất ngon, thơm và rất thân thiện với bà con, cũng như là đảm bảo sức khỏe, rất trong sạch. Rồi, giờ em sẽ mời các bác xem. Đây là nấm lim này, sâm này, thuộc của Đeo Gia. Rồi, tiếp theo sẽ là đơn vị của xã Thanh Hải. Xin mời các bác theo dõi đơn vị của xã Thanh Hải nhé. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Thanh Hải. Chào đơn vị xã Thanh Hải nhé. Rất đẹp, lung linh, huyền ảo. Đẹp mê ly các bác ạ. Những cảnh đẹp thơ mộng như này và những cái quả cam, quả bưởi, các sản lượng của huyện Lục Ngạn, quê hương vải thiều, cũng như là cây có múi rất đẹp các bác ạ. Rồi, tiếp đến là đơn vị của xã Phú Nhuận nhé. Chào đơn vị xã Phú Nhuận. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của xã Phú Nhuận nhé. Đơn vị xã Phú Nhuận nào. Ui, đẹp lắm. Rồi các bác chiêm ngưỡng những quả cam, quả bưởi nhé. Rất đẹp các bác ạ. Xã Phú Nhuận năm nay làm cổng khá đẹp, khá tốt. Hình ảnh rất bắt mắt các bác ạ. Rồi sẽ chúc mừng xã Phú Nhuận nhé. Đơn vị xã Phú Nhuận nhé. Sẽ đạt được cái điểm tốt cũng như là quảng bá được cái hình ảnh các sản lượng của xã được đạt điểm cao, cũng như là chúc xã Phú Nhuận sẽ được giải nhất nhé. Rồi, đây là sẽ đến gian hàng của xã Nghĩa Hồ. Rồi, chào đơn vị xã Nghĩa Hồ. Thứ nhất đây là mật ong các bạn. Xã Nghĩa Hồ, mật ong. Đây là đơn vị của anh Phát bên Quan Sơn, Lạng Sơn các bác nhé. Chào đơn vị là Quan Sơn, Lạng Sơn. An Phát hợp tác và sản xuất. Rất đẹp, rất nhiều thứ hoa quả. Em cảm giác ngắm nó rất đẹp, mê ly. Rồi, chào gian hàng của Ủy ban xã huyện Hiệp Hòa nhé. Mời các bác vào trong gian hàng của xã Hiệp Hòa. Theo dõi. Bí đỏ là gì vậy?
rất đẹp các bác ạ. Bưởi Hiệp Hòa này, ngô bí xanh này, rồi mời các bác theo dõi tiếp bên gian hàng của đó chính là đơn vị xã Tân Mộc. Chào các bác. Xã Tân Mộc, đơn vị xã Tân Mộc xin chào anh chị bà con các bác nha. Mời các anh chị vào trong gian hàng trong của đơn vị xã Tân Mộc tham khảo cũng như là ngắm những trái bưởi, trái cam, thanh long. Nói chung là đầy đủ các sản lượng của vùng quê cũng như là cái của xã Tân Mộc nhé. Đây là những giò quả cũng như là đẹp nhất, ngon nhất là của các xã đã đem đến đây để trưng bày cũng như là có một cái hình ảnh rất tốt về cái quê hương Lục Ngạn nhé. Rồi, bây giờ là xin chào gian hàng của Ủy ban Nhân dân xã Phì Điền nhé. Đơn vị xã Phì Điền xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Và mời anh chị bà con cô bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Phì Điền ngắm những trái bưởi rất đẹp. Rồi, đơn vị xã Phì Điền làm rất đẹp, quá hoành tráng luôn, lung linh huyền ảo. Cam mười diện, bưởi da xanh. Xã Phì Điền năm nay hoa quả rất đẹp các bác ạ. Rồi, bây giờ là chào các bác sang đơn vị của xã Tân Hoa nhé. Mời các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Tân Hoa. Các bác có thấy ngon không ạ? Rất ngon, rất đẹp các bác. Còn các bác nào trên mọi miền Tổ quốc, các bác chưa biết thì hãy đến, cố gắng đến chơi một lần nhé. Trong cái dịp hội hoa quả chợ, hội trái cây có múi này được diễn ra vào 20 tháng 11 hàng năm, năm 2000, năm nay là 2020 và lịch dương nhé. Mà các bác hãy đến đây cũng như là ngắm cũng như là thưởng thức những trái cam, trái bưởi ngọt lịm nhé. Bưởi da xanh các bạn, bưởi đào đường, bưởi đào, ổi Lục Ngạn rất đẹp. Rồi tiếp đến là đơn vị của xã Biên Sơn. Xã Biên Sơn làm cổng rất đẹp. Rồi mời các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Biên Sơn nhé. Các bác ạ, nhìn ở trong video này thôi các bác, mà nhìn ở ngoài ấy, em nói thực các bác không muốn về luôn. Rất ngon và đẹp mắt các bác nhé. Bưởi ngọt các bác. Nó là ổi. Cam ngọt. Bưởi da xanh nha các bạn, đẹp không? Quả to, mo rất căng mịn nhé. Rất bóng các bạn ạ. Nó là cà chua các bạn ạ.
Nói chung các sản phẩm cũng như là hoa quả củ sản lượng của từng xã thì em quay thì em không thể nói được hết trước, các bác thông cảm nhé. Vì em nói mà em quay chi tiết như vậy video nó rất dài. Quá đẹp. Gần như nói chung các xã cũng như là các nhà vườn thì bây giờ cũng như năm 2020 này cũng đã biết làm rất đẹp và cái mẫu mã hoa quả. Rồi tiếp đến là đơn vị của xã Mỹ An nhé. Chào anh chị bà con cô bác. Đơn vị tiếp là có đơn vị của xã Mỹ An. Rồi em sẽ quay một vòng cổng trước xong rồi mời các bác vào trong gian hàng của xã Mỹ An nhé. Mỹ An làm rất lung linh luôn. Rất thơ mộng và rất đẹp. Hoa quả treo đầy. Bưởi da xanh các bạn. Ngon, đẹp. Em mời các bác khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hãy tụ họp về xứ sở vải thiều và cây có múi nhé. Cam, bưởi, đường canh nhé. Ở huyện Lục Ngạn nhé. Các bác hãy có những sản phẩm, sản lượng nào hãy đem đến để họp chợ cũng như để trưng bày, để quảng cáo cái hình ảnh cũng quảng bá cái sản lượng cây hoa cây quả của xã mình để xã mình được được đẹp hơn và được nổi tiếng cũng như là được nhiều người biết đến luôn. Xã Mỹ An làm rất đẹp. Còn các bác ở xa thì hãy cố gắng đến chơi nhé. Đến sơi chè và thưởng thức những trái cam, trái bưởi ngọt lịm nhé. Rất tốt cho sức khỏe các bác nhé. Rất tốt cho sức khỏe và da rất đẹp. Rồi, chào gian hàng của đơn vị xã. Đơn vị xã gì đây? Quay nhanh quá. Xã Sơn Hải. Rồi, chào các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Sơn Hải nhé. Rất đẹp. Đó, một gánh. Một gánh bưởi các bác ạ. Đây, đơn vị của xã Sơn Hải này. Rồi, xã Sơn Hải làm rất đẹp. Chúc xã Sơn Hải sẽ được giải nhất trong buổi cắm trại và cũng như là chia sẻ những cái hoa quả đẹp nhất của xã, ngon nhất của xã đã đem đến đây để trưng bày cũng như là để chia sẻ cho mọi người cùng xem và cùng biết. Các anh chị cứ đến đây là kiểu gì là các anh chị cứ được lếm ăn thoải mái nhé. Rồi. Xin chào đơn vị xã Đồng Cốc các bác nhé. Chào đơn vị xã Đồng Cốc. Xã Đồng Cốc rất thơ mộng, rất lung linh. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Đồng Cốc nhé. Na, Thăng Long vàng, Thăng Long trắng. Ui giời, nhiều, rất nhiều các bác ạ. Chợ quê. Câu đối. Nếu như các bác đã đến đây một lần rồi, các bác đã từng được nếm những trái bưởi, trái cam, trái ổi thì các bác không thể quên nổi được các bác nhé. Không sao quên được các bạn. Đi một lần còn muốn đi lần hai, đi lần hai lại muốn đi lần ba các bạn ạ. Vừa vui lại vừa vừa đẹp.
Rồi, xin chào đơn vị xã Phong Minh nhé. Tiếp đây là gian hàng của đơn vị xã Phong Minh. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của xã Phong Minh nhé. Xã Phong Minh năm nay hoa quả rất đẹp các bác ạ. Xã Phong Minh làm năm nay làm hoa quả rất đẹp các bác nhé. Quả đã được bóng hơn và to hơn, màu đã được đẹp hơn. Bưởi ngọt, me rừng, gạo lếp. Rồi, mời các bác đến gian hàng của Ủy ban xã Tân Sơn. Xin chào. Đơn vị xã Tân Sơn xin chào bà con cô bác nhé. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của đơn vị xã Tân Sơn. Những mâm hoa ngũ quả rất đẹp các bác ạ. Nhìn mà chỉ muốn ăn thôi. Rất đẹp và bắt mắt. Năm nay gần như là các xã làm rất đẹp nhé. Rồi, tiếp đến là đơn vị của xã Kiên Thành. Đơn vị xã Kiên Thành xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Mời anh chị bà con cô bác vào trong gian hàng trong của đơn vị xã Kiên Thành để ngắm được những trái ổi, trái bưởi, trái cam. Rất đẹp các bác ạ. Màu mã năm nay rất đẹp các bác nhé. Phải nói là các xã phấn đấu rất tốt, làm rất đẹp. Xã Kiên Thành. Quá tuyệt vời. Đó là bưởi đỏ các bạn ạ. Các bác hãy đến với rượu Kiên Thành nhé. Rượu Kiên Thành chỉ uống đã say nhé. Rồi, xin chào anh chị bà con các bác. Tiếp theo là đơn vị xã Quý Sơn. Đơn vị xã Quý Sơn xin chào anh chị.